Mến chào quý anh chị cô bác cũng như là toàn thể các Phật tử đang theo dõi trên kênh Vũ Xá Thân Yêu. Và trưa nay thì thầy Thích Minh Tuệ chọn chỗ này là chỗ để nghỉ trưa. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 5. Tại đây là thuộc địa phận Quảng Trung, Thanh Hóa quý vị ơi. Và thầy đã chọn là nơi này để dừng chân nghỉ trưa. Nói là nghỉ trưa thôi nhưng mà tất cả các Phật tử kéo về đây rất đông. Tất cả vừa về để đảnh lễ thầy. Thầy thì sáng thầy đã dùng bữa sáng rồi. Một ngày thầy chỉ có dùng một lần trong ngày thôi. Cho nên tất cả các Phật tử xa gần về mà có muốn cúng dường cho thầy như bánh hay là những cái đồ ăn thì thầy sẽ không nhận. Và có cúng dường nước cho thầy thì thầy nhận, nhưng nhận thì thầy cũng chỉ có vừa đủ là một chai nước, đi đường thầy uống hết thì thầy lại nhận tiếp về nước. Còn nếu mà các Phật tử mang về đông, nhiều người cúng dường cho thầy đông thì dâng lên thầy đông đông và nhiều, thì cứ để phía thầy ngồi đó để thầy chứng, rồi sau đó là trước khi thầy nghỉ ngơi xong thầy đi bộ hành thì thầy lại phát lộc lại cho các Phật tử. Đây là những hình ảnh mới nhất. Đây là thuộc địa phận Quảng Trung, Thanh Hóa. Và quý vị hãy nhớ đăng ký kênh để cùng đồng hành với thầy Sư Thích Minh Tuệ. Thầy đã đem ánh sáng cũng như là Phật pháp đến với tất cả những người mộ đạo, các Phật tử xa gần. Với cái thời đại bây giờ là thời 4.0, về công việc, áp lực về công việc, cuộc sống, nhiều người cũng đã có phần là sao nhãng về vấn đề Phật pháp. Thế nhưng cũng nhờ thầy đã có những sự tu luyện và thầy đã đi bộ hành như thế này cũng như là để gieo duyên đến cho tất cả mọi người. Mong quý vị hãy đăng ký kênh Vũ Xá Thân Yêu để luôn đồng hành với thầy Thích Minh Tuệ. Mọi tất cả các thông tin, những bước đi của thầy trên con đường bộ hành là chúng tôi sẽ ghi lại và xin truyền tải với quý vị khán giả xa gần để quý vị đều nắm được. Vâng, và bây giờ chúng tôi cũng xin tạm dừng video tại đây. Cũng muốn là các Phật tử hãy ra phía bên ngoài để cho thầy nghỉ ngơi một chút. Và hy vọng qua video này sẽ để lại cho quý vị những trải nghiệm thật thú vị, luôn được đồng hành cùng với bước chân của thầy trên con đường bộ hành. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.